Giá Bitcoin đã tăng lên trên mức 70.000 đô la Mỹ vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đây là vùng cao nhất của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới trong vòng 5 tháng qua. Cập nhật lúc 16 giờ chiều nay, mỗi Bitcoin có giá 71.198 đô la Mỹ. Tính riêng 24 giờ qua thì giá Bitcoin đã tăng khoảng 5%. Nhờ nhịp tăng này, vốn hóa của Bitcoin cũng được mở rộng lên mốc 1.380 tỷ đô la Mỹ. Thị giá Bitcoin tăng vọt trong bối cảnh thị trường tiến gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng như việc các doanh nghiệp lớn trong ngành tiền mã hóa công bố kết quả kinh doanh. Hồi tháng 3 2024, Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 73.737 đô la Mỹ chỉ 2 tháng sau khi quỹ ETF Bitcoin được Mỹ chính thức phê duyệt. Tài sản này sau đó gặp khó khăn do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khó đoán định. Tuy nhiên, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất vào tháng trước và khiến các nhà đầu tư lại hứng thú với các tài sản rủi ro như Bitcoin. Không chỉ Bitcoin tăng giá, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới là Ethereum cũng tăng vọt lên mức 2.615 đô la Mỹ.